Nha. 1 2 3. Anh chữ cứ tạo cảnh thoải mái đi. Anh từ từ lệch 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 lệch. Rồi, 1 2 3. Đúng rồi đấy, có một cảnh đẹp rồi đấy. 2 3. 2, 5, 1, 2, 3. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Chào mừng các bạn đến với huyện Lộc Bình. Hôm nay thì mình đưa vợ xuống thung lũng hoa chơi, nhưng vì là thung lũng hoa của bác Sơn năm nay thì là không mở, nên là mình đi qua đường thấy có một cái vườn hoa tam giác mạch. Bác ở đây vừa mới trồng, năm nay là trồng thử năm đầu tiên, hoa chỉ có mỗi một màu trắng, mới bắt đầu bác đang dựng trại, đang dựng cọc cho chị, mới bắt đầu. Đây là bác đang là cái đấy, bác là làm cái gì đây nhỉ bác? À, làm gối trông ở đây hả ông? Mới mở đầu tiên nhỉ ông nhỉ? Mới năm đầu tiên làm nhỉ? Ở đây là thuộc địa chỉ gì nhỉ ông nhỉ? Đường Cả, Lân Cả, thuộc Bắc Sơn nhỉ ông nhỉ? Các bạn đến Lân Cả nhỉ? Lân Cả, Lân Cả 2, Bắc Sơn. Năm nay là vườn sang đây mới màu đầu tiên ấy, mới trồng năm đầu tiên, chỉ có mỗi một màu trắng nhưng mà rất là rộng. Năm nay thì mấy anh em mình chủ trương là đi là đúng hoa Bắc Sơn, nhưng mà năm nay người ta không ấy, trồng đúng hoa là chưa mở hay là năm nay nó không làm nhỉ bác nhỉ? À, năm nay không làm à? Vâng. À. À, mọi năm làm. Năm nay cháu với mấy anh em đi xuống tham quan nhưng mà lại không thấy mở. Vâng vâng. Thank you.
chuẩn bị nhá. 1 2 3 Anh Trực cứ tạo cảnh thoải mái đi. Anh từ từ lệch. Rồi. 1 2 3 Đúng rồi đấy, có một cảnh đẹp rồi đấy. 2 3 Nằm 1 2 3 Chuẩn bị nha. 1 2 3 Nếu mà lùi qua kia là ở đây chụp ra ngoài kia cũng được. Khá nhiều rồi đấy, khá nhiều ảnh rồi đấy. Được rồi. Cho bay vòng chị đấy một vòng. Dép mới thì chưa đi ngày nào rách vậy. Mua ở đâu? Đi mặc dép như chỉ con đây này. Rách là phải đây. Nắng cũng chụp được.